Xin chào các bạn, chúng ta cùng nhau là một affix quảng cáo. Như các bạn thấy nhìn ở trên màn hình của mình, đây là một affix dành cho bên tour du lịch. Nào, chúng ta cùng nhau thiết kế nhé. Ở đây chúng ta sẽ thiết kế theo dạng file mẫu này. Còn nếu để chúng ta có một sức sáng tạo thì chúng ta phải học trong cái khóa tư duy thiết kế, thì chúng ta sẽ nói về vấn đề khoa học tư duy thiết kế sau. Bây giờ mình dùng phần mềm Colen để chúng ta thiết kế ra một affix quảng cáo này. Đầu tiên các bạn vẽ cho mình hình chữ nhật bằng với kích thước của cái affix này. Sau đó các bạn di chuyển sang bên này với tọa độ mà các bạn mong muốn. Các bạn có thể di chuyển sang là, ở đây mình di chuyển sang là 300 mini. Mình chỉ di chuyển thôi, cho nên copy mình để bằng 0. Mình nhấn apply. Sau đó các bạn có thể tô cho nó cái màu nền, hoặc không các bạn cứ để áp đường nền đi. Đến lúc này thì các bạn sẽ phải tạo ra những cái uốn, khung uốn như này để chúng ta có thể cho được những hình ảnh nó vào. Đầu tiên là mình sẽ tạo ra cái khung ở bên góc bên tay trái này trước. Đầu tiên mình cũng vẽ một cái hình chữ nhật, rồi có kích thước bằng với kích thước của cái đối tượng này. Rồi ok các bạn. Sau đó thì các bạn nhấn Ctrl Q cho mình. Rồi các bạn nhấn vào shape này, các bạn cầm cái nút này kéo lên đây. Đó, mình xác định được hai điểm này. Rồi. Đây các bạn kéo cái điểm này vào đây. Kéo cái điểm này vào đây. Rồi mình tạo ra khung để cắt tranh ảnh này trước. Các bạn tích vào một điểm bất kỳ, nhấn vào Convert, các bạn uốn cong. Nhớ các bạn kéo từ từ và nhớ kéo cả hai cái nút này sao cho nó đều nhau. Chúng ta được cái sự chuyển rất mềm mại. Rồi mình điều chỉnh lại cái nút này một chút cho nó sát vào. Như vậy các bạn đã xong cái đầu tiên. Bây giờ các bạn apply sang bên này 300. Mình ở đây sao chép 1 nhé, để mình còn làm cái tiếp theo bên dưới này nhé. Rồi mình apply sang, mình sao chép 1, cho nên ở đây mình copy. Rồi mình tô cho nó một màu trước đi, rồi các bạn cứ tô một màu trước. Bây giờ đến cái hình bên dưới này thì mình lại nhấn vào shape này, mình kéo cái nút này ra đây. Rồi từ cái hình màu da cam bên dưới này mình cũng tương tự vậy, mình uốn. Rồi ok, mình uốn tiếp cái bên dưới này. Đó, cái này thì chúng ta lại tiếp tục apply sang. Rồi mình tô cho một màu đi. Đó, tương tự vậy mình còn cái màu da cam nữa, mình nhấn shape này, mình kéo ra ngoài. Rồi mình cuốn xuống dưới này. Rồi cái nút điểm này thì lúc này mình di chuyển xuống dưới này. Rồi các bạn cứ kéo hai cái nút điều chỉnh này sao cho nó phù hợp. Rồi ok các bạn lại áp đi xem. Các bạn tô cho một màu đi. Rồi như vậy là các bạn đã được ba cái đối tượng trồng ở chỗ này. Bây giờ có một cái đường dây ở ngay cái chỗ này, đường dây ở đây, thì các bạn cũng có thể lấy luôn cái hình này, các bạn kéo ra ngoài này. Rồi các bạn lại uốn tiếp. Dây này thì nó vẫn nằm ở trong khu vực này, cho nên là chúng ta không cần phải điều chỉnh cái nút bên dưới này, mà chúng ta cần điều chỉnh cái nút ở bên trên này thôi. Rồi cái dây này rất mỏng. Ok các bạn lại apply xem. Rồi các bạn cũng tô hẳn cho một màu bất kỳ đi. Rồi ở đây mình tô cho màu này đi. Các bạn tô trước một màu, chúng ta lấy màu chọn sau. Rồi ok, ở đây sẽ có cái màu trắng ở cái chỗ này. Các bạn lại tiếp tục điều chỉnh cái này về cái màu trắng này. Đấy, nó tạo ra một khe hở nhỏ nhỏ này, như kiểu cái dây mềm mại ở cái chỗ này.
Rồi, ok. Đó, mình up đi xem. Rồi. Như vậy bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ xử lý. Các bạn chọn cái hình thứ nhất với cái hình màu xanh này. Lấy vùng giao nhau, intersect. Rồi, các bạn bỏ cái hình màu xanh này đi trước. Rồi, mình xóa nó đi. Tiếp tục chọn cái hình chữ nhật với cái hình màu đỏ này. Cũng intersect. Sau đó các bạn lại xóa tiếp cái hình màu đỏ này đi. Chọn cái hình chữ nhật này với cái hình màu vàng này. Mấy vùng giao nhau. Rồi. Chọn cái hình này với cái hình này. Mấy vùng giao nhau. Ok, các bạn bỏ tiếp cái hình này đi. Và chúng ta còn một cái hình bên dưới này nữa. Cái này cái hình màu trắng ấy, các bạn chọn nó. Thì vô đây, cũng lấy vùng giao nhau. Bỏ cái hình này đi. Như vậy ở đây chúng ta có được mấy cái lớp chồng lên nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái màu này trước. Một màu. Hai màu, rồi, ok. Thì cái hình này của nó chính là cái màu cam. Rồi, ok, các bạn bỏ đồng tiền đi nhé. Tương tự vậy, cái này các bạn chọn màu, bỏ được quyền đi. Rồi, ok, cái này là màu trắng rồi. Ok, cái bên dưới này nhé, các bạn cũng tô cái màu này cho mình. Này màu trắng. Này, cái hình bên dưới này. Ok, bỏ được quyền đi. Tương tự vậy cái hình bên trên này các bạn tô màu trắng cho mình. Bỏ được quyền đi. Đó, chúng ta đã tạo ra được cái khung ở bên trên này. Bây giờ nhiệm vụ còn lại là các bạn lấy một bức ảnh vào đây để các bạn cắt xén với cái hình màu xanh này. Rồi ở đây mình lấy một cái bức ảnh bất kỳ. Các bạn có thể lên mạng search cho ảnh đúng nhé. Mình ở đây mình lấy cô gái này đi. Rồi, mình kéo cô gái này sao cho nó phù hợp với cái khung hình này của mình. Mình chọn hình này, sau đó mình nhấn căn chân hôm đẩy nó lên trên các bạn nhé, cho lên trên rồi mình kéo cô gái này vào đấy, sau đó mình ngắm tầm rồi ok mình chọn hình ảnh có effect có object, chọn power clip chọn blend nhấn vào cái hình này đó, mình đã cắt được cái hình này. Bây giờ mình bỏ đường viền đi. Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn xong cái chúng ta xử lý được cái ở bên trên khu vực ở bên trên. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái khu vực bốn cong bên dưới này. Bốn cong bên dưới này thì chúng ta cũng có ba cái, một ba lớp, một hai ba. Rồi đầu tiên là các bạn cũng vẽ ra cho mình hình chữ nhật bất kỳ có độ cao bằng nó đi. Sau đó các bạn nhấn Ctrl Q cho mình một cái, rồi nhấn vào Shape F10 này. Các bạn kéo cái nút này vào cái vị trí này cho mình. Rồi. Kéo cái vị trí này vào đây. Sau đó các bạn click vào một điểm bất kỳ ở trên này. Nhấn vào Convert. Các bạn kéo cong ra. Rồi các bạn cứ kéo từ từ sao cho nó cảm giác nó mềm mại đẹp này được. Ok. Sau đó các bạn lại apply di chuyển nó sang đây. Đấy, bạn nào làm chưa quen thì chúng ta sẽ có thể là hút màu luôn để đâu làm luôn đây. Rồi chọn cái hình đấy với hình chữ nhật, lấy vùng giao nhau, rồi bỏ cái này đi. Đấy, như vậy là các bạn được cái kết quả ở dưới này. Đó. Bây giờ đến tiếp theo là cái đường uốn cong này, mình vẫn sử dụng cái hình này, mình nhấn vào Shape này, đó mình kéo vuông ra đến đây, cái này kéo rộng ra ngoài này. Rồi cái nút này kéo lên trên. Rồi bây giờ vấn đề chủ yếu là các bạn phải uốn sao cho nó mềm mại. Rồi. Ok các bạn cứ kéo lần lượt hai thành. Rồi. Bây giờ các bạn áp đi sang. Các bạn chọn hình này với hình chữ nhật. Các bạn lấy vùng giao nhau. Rồi các bạn bỏ cái hình ở dưới này đi. Các bạn chọn hình này nhé, các bạn nhớ hút màu nhé. Rồi hình như là mình đã chọn hình chữ nhật, cả hình chữ nhật rồi. Ok, mình chỉ lấy vùng giao nhau này thôi. Đó, các bạn bỏ được viền đi. Như vậy chúng ta được cái hình thứ hai rồi. Bây giờ tương tự như vậy,
cái nước thứ ba đó, mình vẫn chọn thằng này, kéo lên đây, chọn cái điểm này kéo lên đây. Rồi, các bạn cuốn đi. Rồi. Sau đó các bạn up reset. Ở đây mình cho vào không thôi. Cái cuối cùng vào không. Rồi, ok, mình chọn này với cái này. Mình cũng lấy cùng sau nhau. Bỏ cái này đi. Mình lấy mẫu màu ở đây đi. Rồi. Mình chọn đối tượng. Tô màu cho nó. Bỏ độc quyền đi. Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong hai cái khoảng trên lẫn dưới. Bây giờ nhiệm vụ còn lại chỉ vẽ cái hình tròn này thôi. Các bạn vẽ cho mình cái hình tròn đúng tầm nhé. Rồi. Ok. Hình tròn này nó có cái nền màu trắng. Rồi, ok, mình sao chép một cái vào giữa này. Để mình cắt tranh ảnh. Rồi. Mình quyết chọn hai cái này nhé, mình di chuyển nó sang. Rồi, ok, cái hình bên dưới này mình tô nền trắng cho nó. Rồi, đầu tiên đi. Hình bên trên này thì mình sẽ lấy một bức ảnh vào. Một tương tự giống như vậy, các bạn lấy một bức ảnh bất kỳ. Các bạn có thể lên mạng tìm những bức ảnh theo đúng cái chủ đề của mình. Ở đây thì mình lấy một bức ảnh này đi. Rồi. Ok, mình đẩy cái đối tượng này lên trên. Mình nhấn Ctrl Home, đẩy lên trên. Rồi, mình đưa cái bức ảnh này vào đây, ngắm. Mình kéo ra. Rồi, ok. Mình chọn bức ảnh, vào Effect. Vào Object, chọn Bubble Clip, nhấn vào Blend. Chỉ vào cái hình này. Rồi, mình bỏ được quyền đi. Đấy, như vậy là chúng ta đã được cái đối tượng thứ hai này. Cái đối tượng thứ hai này các bạn nhìn thấy là vì sao nó lại không nổi lên, bởi vì nó có một cái bóng mờ ở bên dưới này, cái bóng đen này, cho nên là cái hình màu trắng này nó mới nổi lên theo cái này tương phản của màu sắc nhé, sự tương phản của màu sắc sẽ làm cho nó nổi lên. Rồi mình chọn nó, mình chọn cái mục shadow, mình kéo ra như này. Rồi ok, mình đẩy cái này vào tâm đi, mình kéo nuôi cái này ra một chút đó, các bạn nhìn thấy nó nổi lên này. Đấy, sự tương phản màu sắc làm cho cái cơ thể của mình trông như hình 3D vậy. Tương tự như vậy, mình vẽ tiếp hình ở trên này. Mình làm lại phát này nè. Rồi. Ok, mình di chuyển cho nó vào đúng vị trí. Mình sao chép thêm một cái nữa vào đây. Để mình có hình, rồi. Đi này, quét chọn hai cái này. Up đi sang. Hình ở bên dưới này mình tô cho màu trắng, bỏ được quyền đi. Sau đó mình lại tiếp tục đi lấy một cái hình ảnh khác ở đây. Rồi mình lấy một cái Fact TV này đi, mình nhấn vào đây, nó zoom nhỏ vào, mình chọn cái hình này, mình lại nhấn Ctrl Home đẩy nó lên trên. Rồi mình kéo cái hình này vào đây, ngắm tầm sao cho nó vừa nhé. Rồi, ok, mình lấy lớn cái TV đi. Mình chọn tranh ảnh, vào Object, chọn bao clip, nhấn vào lên, chỉ vào cái hình này. Ok, mình bỏ đường viền đi. Tương tự như vậy, cái hình trắng này các bạn cũng tạo cái bóng đổ cho mình nhé. Đấy, lập tức là các bạn sẽ thấy nó nổi nhé. Rồi, như vậy mình đã xử lý xong. Tương tự như vậy là các bạn vẽ các hình tròn này cho mình, xong rồi đánh văn bản vào cho mình. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau thiết kế một cái app fix quảng cáo dành cho ngành du lịch trong phần mềm Qualeo. Các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy đăng ký kênh để xem những cái video khác. Chúc các bạn làm tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.